Xin chào các bạn, đây là trang trại của cô Hồng Phúc, địa chỉ tại thôn Hiệu Chân, xã Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Với nhiều năm trong chăn nuôi bồ câu và chăn nuôi bồ gáy, trang trại của cô Hồng Phúc đã đưa ra thị trường rất nhiều con giống uy tín, chất lượng và đưa ra thị trường con thực phẩm sạch đảm bảo nhu cầu thiết yếu thị trường, và mời các bạn tới tham quan trang trại của chúng tôi và để chúng tôi hướng dẫn các bạn quy trình chăm sóc và được để cho những con giống chất lượng hoàn toàn uy tín. Mời các bạn có thể đi tham quan theo dõi. Đây là giống bồ câu Pháp. Chúng tôi thì hiện tại có khoảng 5.000 đôi bồ câu Pháp đang sinh sản. Đấy, và bình thường hàng tháng đến đây thường hàng nghìn đôi chim giống uy tín chất lượng. Các bạn cứ xem. Tổng đàn chúng tôi thì hiện tại rất là khá lớn. Đấy, quy mô là hơn 3 ba trang trại, là một trang trại là trung bình là 360 m², trang trại là 16 các sỏi và khoáng chất để giúp chúng mau lớn và sinh sản tốt.